Lisa Blackpink được vinh danh với một loài thực vật mới phát hiện ở Thái Lan. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức tinh túy. Nhớ ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, một loài thực vật được nhóm nghiên cứu Thái Lan đặt theo tên thật của nữ thần tượng Lisa Blackpink nhằm vinh danh độ nổi tiếng cũng như những đóng góp của cô cho âm nhạc. Theo truy thông Hàn Quốc đưa tin vào sáng nay ngày 13 tháng 4 thì các nhà nghiên cứu từ Đại học Chiang Mai, Thái Lan gần đây đã phát hiện ra một loại cây thơm mới ở tỉnh Narathigat. Loài cây này được xếp vào một trong những loại quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên toàn thế giới. Loài cây này đã được đặt một cái tên đặc biệt là Bunga La Lisa để vinh danh Lisa Blackpink, người đã truy cảm hứng cho nhóm sinh viên nghiên cứu. Tên khoa học của cây là Phở-dai-sâu-di-em-si-a-lai-di-đam-ba-ca-em-chao-gua-cu. Quyết định đặt tên loài thực vật này theo tên Lisa là một sự tôn vinh đối với tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của siêu sao, đặc biệt là ở quê hương của cô. La Lisa Manoba thường được biết đến với nghệ danh Lisa, là một nữ rapper, sĩ, nhạc sĩ và vũ công người Thái Lan đang hoạt động tại Hàn Quốc. Cô là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink trực thuộc EZ Entertainment. Lisa ra mắt solo với album đĩa đơn La Lisa vào tháng 9 năm 2021 với đĩa đơn chủ cùng tên và lập rất nhi kỷ lục. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.